Rồi, Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mọi người sẽ cùng với Ngọc làm lụp bẫy chim chằn nghịch, hay còn gọi là chim quất hoa mọi người. Cái bẫy này á, thì ngoài chim chằn nghịch ra nha, mình có phải bẫy dính luôn cả chim mắt xéo và con chim ốc cao nha, là hiệu quả ok luôn á mọi người. Rồi, vậy mọi người hãy bắt tay cùng làm với Ngọc nha, để mình sở hữu được một chiếc bẫy như vậy. Thì mọi người chuẩn bị cho mình nha. Đây á, là cái tấm lưới chì này á, là cái tấm lưới lỗ 3 phân nha mọi người, tức là lỗ 3 cm á. Đó, cắt cho mình cái chiều ngang của tấm lưới này nè, là nó 8 ô nha, tính luôn cạnh gai nhọn là thứ 8. Còn cái chiều dài của tấm lưới này thì cắt cho mình là 29 ô, mà tính luôn cái cạnh gai nhọn này nè, cạnh gai nhọn này nè là thứ 29 nha. Rồi sau đó mình bẻ nha. Nè, đếm từ vị trí này nè, từ vị trí này mình đếm lên đây á, là 7 ô nha. Rồi mình bẻ ngang cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 7 ô rồi mình bẻ ngang cái nha. Cái bẫy này dễ làm lắm mọi người ơi, nhưng mà hiệu quả rất cao nha. Bảo đảm có chim chằn nghịch hay là chim mắt xéo đó, bẫy là bảo đảm lụm liền nha. Rồi sau khi mình bẻ xong là như thế này nha. Rồi xong mình lấy cái đầu còn lại nè, rồi mình cuốn vô luôn, mình không bẻ nữa mà mình cuốn vô nha. Đó, mình cuốn vô rồi để hai cái mí á, để hai cái mí cho nó bằng nhau thế này nha, cho nó bằng nhau thế này nè, nó cho nó bằng nhau thế này. Rồi xong mình dùng tay hoặc giả mình dùng kìm mình siết mấy cái cạnh gai nhọn mà mình chừa lại nè. Đó, mình siết là hết luôn nha, siết từ đầu này qua tới đầu này luôn. Cái bẫy này đơn giản lắm mọi người ơi, dễ làm nha, nhưng mà hiệu quả là rất cao nha, có là lụm liền à. Đây, sau khi mà mình làm xong nha, đó, rồi mình uống cái dòng lại cho nó bầu xíu, coi được xíu nha. Rồi sau đó mình dùng cái sợi dây chì nha, tùy theo là mọi người muốn sử dụng dây gì thì sử dụng nha. Mình có thể sử dụng dây inox, dây kẽm, dây chì gì đó thì mình sử dụng nha. Còn cái này á, là Ngọc nấu bằng dây chì không nha mọi người, là mình dễ làm, mình dễ hiểu hơn nha. Thì sau đó mọi người dùng cái sợi dây chì á, là sợi dây chì 2 ly nha. Cái sợi dây chì á, thường xuyên là mình làm cái nắp cặp chuột á mọi người, mình đặt cái trí từ khoảng giữa đây nè, khoảng giữa đây nè, bắt đầu mình uống nha, mình uống theo cái dòng khung này, rồi mình lấy cái gai nhọn mình nịch lại nha, nịch siết cứng lại hết cho mình luôn nha. Rồi để mình nịch xong cái cho mọi người xem nha, là biết liền à. Rồi này nha mọi người, sau khi mà mình đã nịch xong nha, mình nịch xong cái phần khung lại là như thế này nè mọi người. Đó, rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cho mình này nha, tức là cái sợi dây này chính là cái sợi dây dây sắt nha. Cái sợi dây sắt này là sợi dây sắt nó 3 ly nha mọi người, nó 3 ly nha. Rồi mọi người đặt rồi trí thế này nè, để mình làm chữ U nha, để mình làm chữ U nè. Mình lấy cái từ cái mí sau này ha, từ cái mí sau nè, đụng cho mí sau luôn nha. Mình dịnh cái tay chịu khó, dịnh tay lại đụng mí sau luôn. Rồi từ vị trí này nè, từ vị trí của cái mí lần này phải không, thằng này nè, mình bỏ ra ngoài này nè, là tầm có khoảng là nó 5 cm nha mọi người nè, nó 5 cm nha. Đó, tức là 5 phân á. Rồi dịnh cái tay cứng này nha, cứ cứng như này cái mình làm này dễ lắm mọi người ơi. Rồi sau đó mình dùng cái kìm á, mình bẻ như nè, cho mình kìm mình đặt ngay vị trí này ha nè, ngay vị trí này rồi sống chân là mình bẻ nha. Đó, mình đừng có lưỡng lự, bẻ đi để cong lại nè, là được một chân như thế này phải không, được gì nè. Đó, tức là gì nè. Đó, rồi sau đó mình dùng cái này lại nè, mình đặt cái này ngửa ngược cái lên nha nè, mình căng ngay giữa nha, căng ngay giữa mà đếm vậy nè, nè lấy vị trí này phải không nè, dịch đây nè, 1, 2, 3 là ở ngoài chỗ cái cạnh ô thứ ba này, bên đây cũng vậy, bỏ qua 1, 2, 3 cũng ngoài ô thứ ba nha, tức là mình lấy con ô một à, mình làm cái chữ U có ô một à nè, để Ngọc bẻ xong cho mọi người xem thấy biết liền à nè, các bạn đo Ngọc nha, nè đo nè, đo xong chân nè, chuẩn phải không nè, dịch cái tay lại một cái, rồi mình bẻ nha. Rồi để Ngọc bẻ xong cái là mọi người biết liền cái gì, này dễ bẻ lắm mọi người ơi, cái này dễ bẻ lắm, dễ làm lắm. Nè, canh vị trí ở ngoài chịch ngoài xíu nha, mình đo nó chuẩn rồi xong chân, mình để vị trí ở ngoài tầm có khoảng là nó 2-3 ly vậy đó, rồi bẻ cong lên nha, là ok liền à, khó khăn gì đâu. Rồi sau khi mình bẻ được cái chữ U này như thế này nha, nè chữ U này như thế này nè, đó. Rồi mình lấy hai cái mí này nè, cho nó bằng nhau nha, hai mí này cho bằng nhau rồi xong chân mình dùng kìm cắt bỏ nha, là dễ lắm. Rồi sau khi mình cắt xong nha, nè là được một chữ U nha, chữ U là như thế này nè, thấy không nè, chữ U nè. Để, nè, mình đi gáp cho đây nè, đi gáp cho đây nè, gì nè. Đó, là chỉ có vậy thôi nè, gì nè, đó. Cái chữ U này á, dùng để chịu cánh lục lại nha mọi người. Cánh lục á, khi mà mình hạ xuống á, để mà mình gài chim á, thì để cho nó dướng lại á, là, tức là nó chịu cái nền mình thôi, chứ không có gì đâu. Khi mình cuốn lên á, hạ xuống để cho nó gọn thôi, chứ không có gì đâu. Rồi tiếp theo á, mọi người, chuẩn bị này luôn nha. Nó là cái sợi dây sắt nãy luôn nè, cái sợi dây nè, cái sợi dây 3 ly nha. Cũng nói luôn đó. Rồi, cái này mình cho nó thẳng một xíu nha. Rồi mình làm thế này nè. Mình đo nha, tự chí rồi nè, 1 ô, 2 ô, đặt cái chân ô thứ hai nè. Nè. Mình Ngọc đặt cho mọi người thấy biết liền ha. Nè, từ đây nè, từ chỗ mí này nè.
Thì cái mí này nè, đi ra ngoài này nè là tầm có khoảng là 1 cm nha mọi người. Nè, tức là một phân nha mọi người nè. Ấn cái tay đây một cái. Rồi, đặt cái kìm ngay chỗ cái tay mình vịn đó, bẻ cong ngực lên cái. Nè, là được cái thế này nha, nè, được cái này nè. Cái này là mình bẻ cái này á, là cái chữ U lớn này á, là dùng để làm cái đà ngang nha, để chịu cái lực của cái lò xo thôi chứ không có làm gì đâu, cái đà ngang của lò xo thôi nè. Rồi đo từ mí này phải không? Qua tới mí này nè, nè, ngọc đo vậy mọi người biết rồi ha nè. Đó. Bên đó 2 thì bên đây cũng phải 2 luôn nha. Rồi mình đặt cái tay vị trí ngay đây một cái. Rồi, cũng đặt vị trí trong luôn. Nè, tầm có khoảng ở trong nha, có khoảng là nó cũng 2 ly luôn nha. Rồi, mình bẻ cong lên nha. Rồi, tức là được như này nè, nó lực 2 chữ rồi nha. Rồi, sau đó trơn á, cái chữ U này á thì nó hơi dài hơn nha mọi người nè. Mình cốp hai cái lại nè, cho hai cái nó bằng nhau thế này nha. Nè, cốp hai cái cho nó bằng nhau thế này nè. Nè. Rồi mình đẩy tay mình ấn ở đây nha, mình giữ lại là mình làm chuẩn nha. Dùng kìm mình cắt bỏ nha mọi người, dùng kìm mình cắt cái này bỏ. Dễ lắm. Cái này dễ lắm mọi người. Rồi, sau khi mà mình cắt được á, mình bẻ được á là hai chữ U là như thế này nha. Một chữ U lớn và một chữ U nhỏ là như thế này nè mọi người nè. Nè, là hai chữ nha. Đó, là nằm gì nè, nè. Tức là nằm gì nè, nè. Nó nằm gì nè. Đó, chỉ có vậy thôi chứ không có gì đâu, này gì nè, đó, gì nè. Đó. Này, còn gáp cho mọi người xem nha. Cái này dễ làm lắm. Nè. Rồi. Đó, nó tức là như gì nè, nha mọi người, nè. Tức là như gì nè, đó, gì nè, người thấy biết liền ha. Này, canh nó ngay ngay xuống nha mọi người, nè. Cái này chưa canh ngay nè, canh ngay ngay xuống, rồi gì nè. Đó, người thấy không? Đó, thấy biết liền ha. Rồi. Rồi sau đó mình dùng dây nhợ ra, mình dùng dây nhợ, dây chày gì đó, rồi mình buộc cứng lại nha, buộc cứng lại, dùng cái 5 lá 2 á, mình nhỏ vô mấy mới buộc của mình á, là nó chắc lội à, cứng ngắc à, nó không có buộc được đâu. Rồi, để một làm xong cái phần này cái, một quay tiếp nha mọi người. Rồi này nha mọi người, sau khi mà mình đã niệt dây nhợ ra nha, mình gắn dây nhợ để mình siết xong cho mình đổ keo cuốn sắt á, cái 5 lá 2 mọi người, đổ xong cho là cứng như thế này nha, rồi xong cái này. Rồi tiếp theo á, mọi người chuẩn bị cho mình cái này nha. Đây là cái tấm lưới nha, tấm lưới này cũng là tấm lưới chì nha, tấm lưới chì này là tấm lưới lỗ bao phân luôn nha mọi người. Mình đang làm nãy giờ nè, cắt cho mình á cái chiều ngang của tấm, tức là cái này là cái biến hình vuông nha mọi người, hình vuông nha. Từ cạnh gai nhọn này nè, qua tới cạnh gai nhọn bên đây nè là 10 ô nha, cắt 10 ô vuông, đều lấy gai nhọn hết trơn là thứ 10. Rồi cắt cho mình hai tấm vậy nha, tại vì một tấm chụp đầu, một tấm chụp đít nha. Rồi sau đó mình đem này lại. Mình nói nha. Rồi sau đó mình đem này lại nha, mình đem này lại thế này nè, nè. Rồi mình gắn này vô nha, vậy nè. Ngọc xử thôi nha. Rồi ngọc làm cho 10 cái là biết liền à. Nè. Sau đó nè, mình thọt vô nghe như này nè, mình thọt vô đây trước cái nè, là như này đúng không, nè là như này nè. Đó, mình canh cho đều quá hết trơn phải không. Đó, mình canh nè mặt trên mặt dưới nha, mình canh mặt dưới này, rồi mình canh cái mặt trên này, mặt bên hông với mặt bên hông bên này. Khi đều qua xong hết trơn là mình dùng cái tay mình á, mình dùng cái tay nè, mình siết lại nha, siết trước một cạnh này bên này gì phải không, siết trước bên cạnh đây nè, Ngọc nói nha, siết trước bên cạnh rồi xong hết trơn. Cái qua tới ra bên này nè, ốp vô siết bên đây cạnh luôn nghe nè. Ngọc làm, Ngọc nói tới đâu là mọi người hiểu tới đó. Đó, một cạnh ha, rồi tới cạnh ô dưới này nè, tới cạnh ô dưới này siết trước đây một cái, lại một cái, qua cạnh ô bên đây nè, nè cầm siết bên đây lại trước cái luôn. Rồi ok, đó mình siết trước 4 cành gai vậy nha, 1, 2, 3, 4, rồi siết 4 cành gai xong hết trơn, mình phan hả ngón ngàn tới nó, mình để đi, rồi mình lật nó ngược lại, mình lật ngay ngược lại nha, nè mình ốp xuống đây một cái, mình cho nó xuống đây xíu nè, có phản gỏng này nè, có phản gỏng này nè, là cho nó bằng với cái miếng cái đà này nha, là cho đà nè, nó vừa chạm vô cái đà này thôi, vừa chạm đà này thôi, hai bên vừa chạm vô đà thôi là bằng hiến à, không bao giờ xịt được đâu. Sau khi mà chạm rồi sống hết trơn, mình dùng cái kìm này nè, nè dùng cái kìm nè, mình vắn ngược cái lại nha, học nói mình vắn ngược lại như thế này nè, đó, nè vắn lại, làm cái này á, là mọi người chuẩn bị nha, như là mình đam mê thôi nha, nếu mình đam mê bẫy chim á thì mọi người chịu khó nha, đi sắm cho mình nha, là cái kìm mỏ nhọn nha mọi người, cái kìm có mỏ nhọn nhọn gì nè, là mọi người mới làm được nha, đó là Ngọc nói sự thật nha, mọi người mới làm được. Còn mà mấy cái kìm càng cua đó, mấy cái kìm bự bự đó mọi người là thua nha, hoặc là khó thọt cho mấy kẻ này, không phải là gì nè, thọt cho mấy kẻ nè là mọi người thọt không được đâu nha, phải có cái kìm bỏ nhọn mới được đó. Rồi sau khi mà mình cứng trước 2 cây phải không nè, bên đây 1 cây, bên đây 1 cây đúng không, 1 cây đó, mình siết rồi xong chân như này là cái lồng này không bao giờ chạy được nha mọi người nè, là nằm im gu nha, nằm im gu và gù luôn đó. Rồi tha hồ mình bẻ đây, rồi ở trên đây nè, rồi trên vị trí này nè, mấy chỗ vị trí nè là hai bên nó dư gai đúng không, nó dư gai thì cái chân cái chỗ này nè, mọi người thấy nè, ngó nè, nè chân cạnh này chứ chân bên này nó dư gai 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 thế này, mình dùng cái kìm mình cắt bỏ nha, học nói nè, nó dư như thế này phải không nè, nó dư như thế này, dùng cái kìm cắt bỏ nè, cắt bỏ luôn, rồi ốp gai vô đó, đơn giản không nè, chưa là cắt gai bỏ nè, chưa cắt gai bỏ hết trơn luôn, đừng có lưỡng lự chớ cái nè, mình làm mà thì ô vô mà nó dư là cắt bỏ hết, tặng mình làm nó lẹ được nó, người thấy không nè, làm đơn giản không, đơn giản mà dễ làm mà hiệu quả cao nữa. Ghê chưa, ghê chưa, đó là gì nè. Rồi để Ngọc lịch chưa thành phẩm hết trơn cho mọi người xem nha. Đó, dễ không, khi mình lịch như thế này nha, Ngọc lịch thêm gai đó nha, nè bên hông này ha, mình lịch tới bên hông nè,
thọt cái kìm á, móng cái này nhẹn cái nha, móng cái này có độ cong trước một cái. Rồi mình lật cái lòng lại, là cái tay này với cái này nè mọi người, là mình phải uyển chuyển xuống nha. Đó. Rồi mình sọt vô đây. Sọt ở đây luôn. Nè, sọt cái đây nè. Trở lên, thấy không? Là lên gai rồi nè, thọt kìm vô đây, lật cái lại một cái nhẹn cái là ok liền. Rồi, vậy nè, là chỉ có vậy thôi nha. Đó, thấy không? Sắc lẻm không? Là cái này nè, mình xong cho mình gọi sống cho phải không? Nhịp sướng thì sống cho lấy cái kìm nè, mình bo nhẹ đây cái nè, mình bo nhẹ vô cái đầu lưới chì một cái là sắc lẻm vô để cái lưới mình á nó không bị móc vô đây thôi. Nó chỉ có vậy thôi, không có gì đâu. Đó. Gì nè. Cái bẫy này á ok luôn á nha. Đi bẫy chim đi, có là dính liền à. Cái bẫy này hiệu quả vô cùng mà. Đi bạc là hết sảy con mà bẫy luôn mọi người. Như Ngọc chia sẻ bẫy chim mà làm chơi nha. Chủ yếu á là Ngọc chia sẻ cái niềm đam mê nha, chia sẻ cái niềm đam mê của bản thân mình á đến với tất cả các bạn nào có cùng chung sở thích thôi nha. Còn riêng cô chú anh chị nào đã trong nghề rồi thì thôi cho qua giùm Ngọc nha mọi người. Còn nếu không á thì xem cho vui thôi, xem giải trí thôi nha. Đó là vậy đó. Rồi để Ngọc lịch sống cho mọi người xem nữa nha. Rồi sau khi mà Ngọc đã niệt á thành phẩm xong nha, cái mặt phía trước và cái mặt ở vị trí phía sau luôn là như thế này nha mọi người. Mọi người thấy dễ không? Đó, cục nịch xong nè. Nhìn coi cũng bầu bầu nha mọi người. Ha, coi cũng được được nha. Ở trên vị trí này nè, của cái lằn sóng đứng này nè ha. Với phần sóng đứng phía sau nè, hay chăng cái cả đứng này nè. Còn không có nịch nha mọi người. Cục sẽ chừa lại nha, chừa lại dài gai giống cái này nè. Là để một lát nữa mình làm tay cầm ra cho nó tiện nha mọi người. Để thôi mình quấn xuống không gỡ ra nha. Nhiều khi nếu như mà mình không gỡ ra thì mình đè lên, mình đè cái tay cầm vô đây nha, nó sẽ bị đội lên nha, thì thấy hơi xấu, cho nên là Ngọc để gì luôn nha. Đó, mọi người làm tới khúc này nhớ này nha, chừa mấy gai lại. Lát mình làm cho nó tiện. Cái chiều dài của hai cây này mọi người là 30 cm nha, 30 cm nha, tức là 3 tấc đó mọi người. Rồi chăn chỗ cái đầu này nè, cái đầu này nè là từ vị trí này phải không, từ vị trí này mình bẻ tới cái độ cong này nè là nó 5 cm, tức là 5 phân. Rồi bẻ hai cây thịt cho mình luôn nha. Rồi từ mình tiếp theo mình đo từ vị trí nha, chặn cái đầu ngoài này vô tới đây nè, nãy vô tới cạnh này nha, nè là nó 5 cm nha, 5 cm tức là 5 phân đó. Đó mình dùng cái kìm nha, dùng cái kìm mình ấn ở đây, mình sẽ nhẹ cái nha, mình sẽ nhẹ cái mình làm dấu. Cái này chỉ làm cái tay cầm thôi mọi người, chứ không có ảnh hưởng gì đâu. Rồi đó, mình nhập hai cây lại nha, mình đo cho nó bằng rồi sống trơn, nó bằng rồi sống trơn, cái mình lật cái cây lại chặn cái mí này nè. Đó, lật bằng rồi sống phải không nè, cái mí này mình mới gạch xong phải không, có cái dấu đó. Tiếp tục mình canh ngay luôn nha, canh ngay mí luôn, gạch thêm cây nữa là 2 cây. Rồi gạch xong 2 cây nha. Còn cái phần này nè là cái phần dương nha mọi người, cái phần này một lát mình luồn ống vô nha, mình cái cắt cho nó dương như dương ngọc đây, làm 30 gì đó, rồi một lát mình trừ hao mình cắt bỏ là sao nha. Rồi tiếp theo là chăn cái cạnh này nè, cái chăn chỗ làm dấu này ha, nè cái chăn chỗ mí làm dấu nãy nè, nhiều khi mọi người không thấy rõ cũng người thông cảm nè, thấy không, nó cái lằn gạch này ha, đặt ngay cái lằn gạch luôn rồi bẻ lên cho mình cái đó là được một chân mép bên mình nói nha, cái này là mép bên phải đây, cái bên phải. Còn cái chân này nè là cái chân mép bên tay trái đúng không nè, mình đặt ngay cái chỗ này luôn, ngay cái mí làm dấu luôn, ngay cái mí làm dấu nãy nè. Đó mình bẻ xuống nha, đây thì sẽ được 2 chân nè, một cái đi qua một cái đi lại nha, nè là như thế này đó, ok chưa, trở thành cái tay cầm mình nha, là trở thành cán cầm. Rồi sau đó mình dùng dây nhợ dây chì gì đó, mình siết cái này là cứng một mối, siết trên đây nè, nhập 2 cái lại, siết cứng ở đây mối luôn nha. Rồi mình dùng keo 502 mình đổ cứng lại là ok liền. Rồi để mình làm xong khúc này cái nha. Rồi này nha mọi người, sau khi mà mình đã siết cứng lại ha, nè mình đã gắn dây nhợ siết cứng keo là như thế này nha. Đó nè, còn cái dài này mình đừng quan tâm tới nó, không sao cả, mình lấy cái lồng lại nè, mình lấy cái lồng lại nha, lấy cái lồng mình lại nè, mình đặt lên nha. Ngọc nói mình để xử thôi nha, đặt lên ngay vị trí này nè, Ngọc nói nha, ngay vị trí này. Rồi xong chơi mình vịn chắc cái tay lại một cái, mình uống nhẹ xuống nha. Đó mình vịn chắc cái tay lại một cái nha, bắt đầu mình uống nè, vịn uống được gì luôn, mọi người quen á thì uống gì luôn nha, uống gì luôn. Còn nếu không quen á thì mọi người nè uống lơ lơ này trước cái mình cái nha, nè uống lơ lơ trước cái mình cái gì đây nè cho dễ làm hơn nha, để đưa vô đó khi có gai gốc không á, mọi người chưa có quen á là chúng cái tay mình nè nó đau à. Rồi sau khi mình bẻ lơ lơ xuống nha, đây là cán cầm mình đúng không nè, mình đo nha, nè nó bằng mí chưa, nó thẳng đứng rồi phong phải không, để ở dưới phía sau rồi nè, dưới phía sau nè, mình định cái tay ấn ở đây ha, cứng ở đây cái nè, ấn cứng ở đây cái nha, chỗ này nè, nhớ chỗ này nha, ấn cứng đây cái. Rồi hai cái thấy song song chưa nè, hai cái nó đi đều với nhau song song chưa, từ trên xuống dưới. Rồi xong chơi mình lấy cái kìm á, mình ấn nhẹ đây cái nha mọi người nè, ấn nhẹ chỗ này cái nè, ngay chỗ này nè, nè nè ấn nhẹ đây cái nha, mình xoay nhẹ cái, xoay nhẹ cái thôi nha, xoay nhẹ cái. Rồi là cái này qua đây rồi đã có dấu một cái rồi nha, có nhà có nào thấy nào, có dấu chân cái nha, đặt cái kìm mép đây cái nữa, ấn ở đây cái, xoay nhẹ cái luôn nha. Đó nè, nó sẽ có cái dấu như thế này nè, thấy không, nó hai bên có hai dấu như này nè, nhưng mà mình chưa bẻ được đâu nha, đem này ra đi. Rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cho mình cái ống nha, nè đây là cái ống nước nha mọi người, cái ống này á thì là cái ống nước mũ nha, cái ống này nè là cái ống nước mũ gì là mọi người thấy biết liền ha. Đó rồi sau đó mình đun vô nha, nè mình đun vô thế này nè, nè mình đun vô
nè, mình đo đi để cắt bằng này cái nha, cái này chưa được bằng mọi người, cái đầu chưa bằng nha, nó chưa được đẹp, cắt bỏ luôn nha, chút xíu nha. Rồi cái bằng bằng đây nè, ok chưa? Rồi mình thọt vô, dễ lắm, làm bẫy thì dễ lắm nè, mình thọt vô nha, nè thọt có lúc hôm này luôn, thọt vô nè, thọt có lúc này luôn nha, đây thọt lúc trước luôn, để mình xây lúc trước nha. Rồi ok đó, cống này nó hơi chặt tí nha mọi người, nhưng cũng không sao đó, thọt vừa là được rồi, cống nào cũng được nè. Ngay chín này mọi người thấy không nè, ngay cái chín này nè, cái chín mình làm dấu để làm thấy không nè, trong đây nè, là ngay chín làm dấu được thấy không, lấy dây kìm cắt bỏ ngang ống này luôn nha, cắt ngang ống bỏ này, cắt ngang ngay chín luôn nha, cắt bỏ. Rồi này cái đứt qua thấy không, thấy cái đứt không, đứt nè đó, rồi sau đó mình cắt đứt cái bỏ luôn nha, dễ lắm cắt đứt luôn nha, là chỉ có vậy thôi, khó khăn gì đâu. Rồi nè rút này ra đi, rồi bỏ cái này đi nè, mình sẽ được gì nha, này đó được cái gì. Rồi ngay cái miếng ký gạch đây nè, kéo nó xuống nha mọi người nè, kéo nó xuống nha cho nó bằng bằng xíu nha, hai cái bí nó bằng nha. Nhiều khi mình làm á, mình nung cống vô á là nó bị xô le nha, nó bị xô le là mình làm cái cây này bị xô le nha, coi không đẹp nha, là chỉ có vậy thôi. Rồi đó thấy không nè, đó ok chưa. Rồi sau đó mình dùng kìm nha, nè đặt ngay chí này nha, là ngay chí này luôn, thọt vô mình bẻ qua bên vô mình một cái, vô trong mình một cái, rồi một chân bẻ qua bên kia một chân, canh ngay vị trí này nè, đó bẻ qua bên kia chân nữa nha, là ok nè, được hai chân là như thế này đúng không nè. Rồi nó sau le kệ nó, không quan trọng. Rồi tiếp theo mình lấy cái này lại nha, nè các bạn mình canh nha, mình coi ngay vô nè, mình coi ngay vô nè, nó chưa ngay đúng không, chưa ngay mình chỉnh lại nha, đó chưa ngay mình chỉnh nhẹ lên cái bên này, chỉnh nhẹ lên cái đó, mình chỉnh sao cho nó ngay ngay lên nha, là ok liền nha, đó ngay ngay chưa, đỡ chưa, ok. Rồi xách cái này xuống nè, cái mí này nè, cái mí có cái đầu mà mình vắn nè, mình vắn này nha, là đặt vị trí ở phía trước nha, nè vị trí của cái này nha, của cái này nè, đó mình đặt nó dưới đây nè. Rồi xin lỗi mọi người nha, lại trúng cái điện thoại quên. Rồi mình đặt lên canh ngay nha, này canh ngay vậy nè, nó ngay giữa phải không nè, mình lấy cái kềm á nè, mình lấy cái này xuống cái đây, lấy cái kềm mình bẻ cái này nha, nè cái này mới thấy hai cây không, hai cây thẳng bằng nhau nha, chưa có làm được, bẻ nhẹ nhẹ cái cho nó cong cong cái lên lên cái nè, lên lên cái đầu bên đây cũng vậy luôn nha, bẻ lên lên cái nè, lên lên cái đó, nó có cái đậu bầu bầu, người thấy không, nó nè có cái đậu bầu bầu ha, nè có đậu bầu bầu nè, để nó ôm á, để nó ôm tròn với cái khung này nè, là vậy thôi. Còn tỉ mà nó chưa ngay không ngay gì, một lát mình đưa vô đây rồi mình chỉnh lại sau nha, cái này dễ chỉnh lắm, không có khó khăn gì đâu đó. Rồi trong cái phần gai nè, cái phần gai mình địt lại nãy này ha, nè mình hé lên hết luôn, hé ba bốn cạnh gai lên nè, mình hé ba bốn cạnh gai này lên. Ôi gió quá mọi người ơi, tại Ngọc ngồi ở ngoài ở sau vườn nha, cho nên hơi cái chỗ nào mà hơi có gió đó, bị gồ ghề đó, è đó, mọi người thông cảm nha. Rồi nè đó vậy nè, rồi mình dùng kìm nha, mình siết cứng lại là ok liền à, để mình siết, lấy kìm các mọi người nè, lấy kìm siết lại nha, nè mình canh ngay rồi phải không, nè ngay rồi sống chân nè, lấy kìm nó siết trước lại chân nha, cái chân đứng này nè, chân đứng này nè, mình phá siết nha, siết cái thằng nằm trước nè, thằng nằm của cái lồng này nghe nè, thằng nằm của cái lồng nè, nè cứng lại cái dễ là dễ lắm nè, rồi dễ lắm. Rồi siết một chân bên đây rồi xong phải không, mình bỏ chân bên đây đi, siết chân bên đây xong mình bỏ đây đây, qua đây siết chân bên đây cái nữa, đặng cho đều nha mọi người, đặng cho đều chứ không có làm gì đâu, rồi cho đều nha, nè siết đây cái nha, nó chỉ có vậy thôi là ok liền đó. Rồi sau khi nằm siết ha, nó mình giữ cứng cái tay cầm đây rồi đó, rồi ta mình buông ra đây, nó cứng rồi nè, bây giờ mình tha hồ mà làm nha, mình canh cho cái này nè, mình canh nha, mình canh gì nè, nè canh cho cái lằn nói nha, nè canh cho cái lằn nè, từ đây nè, vị trí này phải không, từ đây phải không, nè tới đây nè đó, canh ngay giữa nha, nè ngay đây giữa luôn nha, nè ngay tâm thấy không, nè ngay tâm thấy không, nè ngay đây ngay tâm lên đây, ngay đây nó còn hơi neo qua đây một xíu không mọi người nè, đó mình gõ vào nghe nè, nó còn hơi neo xíu, rồi mình gõ ra nè, ngay tâm chưa, cái chốc luôn phải không nè, như vậy nè, tức là mình đã chia khung này ra làm hai nha, là ok nha, mình nhìn cái lồng mình vô là nó có được thẩm mỹ chút xíu, là chỉ có vậy thôi. Rồi để còn siết xong cái chân này trước sau luôn nha, còn cho mọi người xem nữa. Rồi nha mọi người, sau khi mà mình đã làm xong cái cán cầm nha, để cán cầm á, thành phẩm là như thế này nha mọi người nè, là cứng không đó, cứng cáp vô cùng nha, đó cứng cáp vô cùng nha, là chỉ có vậy nè đó. Rồi tiếp theo á, mọi người chuẩn bị cho mình nha, cái sợi dây, cái sợi dây này á, tức là cái sợi dây nha, cái sợi dây sắt 3 ly nha mọi người, sắt 3 ly nha, cắt cho mình á cái sợi dây này nè, còn nói nha, cắt cho mình cái sợi dây này nè, ngủ còn tròn rồi còn nha, cái sợi dây này cắt cho mình cái chiều dài á là 8 tấc nha mọi người, 8 tấc tức là 80 cm đó, đó là 8 tấc là gì nè. Rồi sau đó nha mọi người, bẻ cho mình nha, từ vị trí này nè, từ vị trí này bẻ vô trong đây nè, vô trong đây nè là nó 4 cm nha, là nó 4 phân, từ vị trí này qua tới đây á là nó 3 phân nha, là chỉ có vậy thôi. Rồi bẻ dễ lắm. Rồi ok. À, sau khi mình bẻ xong là hai cái này như thế này nè, này, tức là như thế này nè. Nè. Đó là như thế này nè. Rồi mình uống cho cái này nè, cho cái đậu bầu bầu nó xíu nha.
bộ lên xíu, đặng cho hai cái chân này nè, đặng cho nó sát với nhau thôi, nó có làm gì đâu. Rồi sau khi mình uống xong cái gì đi ha, rồi mình lấy cái sợi dây á, tiếp tục lấy cái sợi dây ba ly nha, cái sợi dây ba ly á, rồi đo như thế này nè, rồi làm như thế này với mình nha, cái này khúc này dễ làm nha mọi người, lấy sợi dây ba ly nha, rồi mình làm gì nè, không có nói chân, cọng dây này dài kệ đó, cái cọng dây này nó dài kệ đó, mình lấy cái đầu này nè, mình đưa ra trước cái nha, nè, mình đưa ra trước một đầu này nè, dùng sợi nhợ á, mình dẫn đây nha, để cũng dẫn xong khúc này đây, quay cho mọi người xem nữa nha, nên khúc này dễ lắm. Rồi nè nha mọi người, sau khi mà mình đã dẫn xong nha, mình dẫn xong một đầu á là như thế này nha. Rồi, từ cái đầu này nè, không nói nha, từ cái đầu của cái thanh sắt đây nè, từ cái đầu này qua tới cái đầu này nè là 16 cm nha mọi người, tức là một tấc 6 đó, đó là gì nha. Rồi, cái tiếp theo mình lấy cái đầu bên này nè, mình đưa hai cái sát nhau nha, chùm hai cái sát nhau lại, rồi mình dùng dây á, rồi mình sửa lại nha, rồi mình dùng dây á, mình tiếp tục mình này cứng luôn nha mọi người nè, này cứng luôn nha. Chỉ có vậy thôi. Nó chưa được thì mình sẽ xả nó ra rồi. Nè, này cứng dây bên đây nha, là ok là được gì nè. Thấy không? Rồi để ngọc liệt xong cái mà tiếp tục quay cho người xem nữa nha. Rồi nha mọi người, sau khi mà mình đã liệt xong cứng ha, hai bên là như thế này nha. Rồi tiếp theo á, mình dùng cái này nè, mình đặt lên trên nền lưới nha, đặt lên trên nền lưới, cái nền lưới chì 3 phân, rồi mình cắt nha, mình cắt cho nó dư dư gấu xíu, rồi mình liệt cứng lại nha, là ok lại nha. Rồi để ngọc cắt xong chơi ngọc liệt cho mọi người xem nha. Rồi nè nha mọi người, sau khi mà mình đã cắt xong tấm lưới chì là như thế này nha, cái bề ngang của tấm lưới chì này tính từ cái cạnh gai nhọn nha, từ cạnh gai nhọn này nè qua tới cạnh gai nhọn bên đây là thứ 11 nha mọi người, thứ 11 đó, và từ cạnh gai nhọn đứng dưới này đến cạnh gai nhọn đứng dưới này là thứ 10 nha. Đó, cái này là giống như hình chữ nhật nha mọi người, tại vì sao mình cắt cầm cái kìm mình nhả ra như thế này, còn nếu như nó nằm ở ngoài quá thì mình cầm cái kìm mình siết như thế này là bảo đảm là nó sẽ đều băng luôn nha, cái nào này nè nó đều băng luôn, không có sơ xịt đâu. Rồi mọi người siết cho mình nha, siết y gì nha. Rồi này nha mọi người, sau khi mà đó cái nền nha, Ngọc đã làm thành phẩm xong là như thế này nè, đó. Rồi tiếp theo á, mọi người chuẩn bị mình ngay nè. Cái đây là cái thanh dây sắt nha, thanh này là thanh dây sắt ba ly nha. Rồi sau đó mọi người bẻ cho mình cái này nè, nè mình đo gì vị trí này nè, lấy cái này lên nha, nè đo dễ lắm, muốn làm đâu cũng được chứ á. Cái này chủ yếu á là mình làm cái đồ mình đã chống sảy thôi, cái móc lò xo nó chống sảy thôi, có quan trọng gì đâu mọi người, này dễ làm lắm, nè thọt vô đây nè. 2 ô 3 ô gì đó, muốn sọt bao nhiêu sọt nha, cái này quan trọng nha. Rồi từ vị trí này nè, từ vị trí này canh ra ngoài này nè, đó, khúc gì nè, đó. Rồi mình bẻ nha mọi người nè. Nè, canh khúc này nè, nè. Mình bẻ nha, bẻ sao đây nè, cầm gì nè, nè. Nè, bẻ lên cái nha, nè. Mình thấy bẻ thành cái hình chữ U á nè, bẻ được cái nha, nè. Rồi thọt cái kìm vô đây, tiếp tục bẻ luôn nha. Nó dễ bẻ lắm. Đó, đó, đây một bẻ một chỉnh đây nha. Đó. Đó, đây thành cái hình chữ U là như thế này nha. Cái này dưa cắt bỏ nha, dưa cắt bỏ đi. Ngọc ngồi ngoài này mọi người, gió quá nha, có chó khi hu hu nữa, mọi người nghe không rõ thông cảm nha. Đây cái hình chữ U này nè, cái lò xo mình gắn cho này nha, cái lò xo mình gắn cho này nè, để làm cái móc gì, móc gì nè, móc gì nè, khi cái lục nó đập xuống gì nè, đập xuống gì cái nó móc lại nha, móc lại như nè, chỉ có vậy thôi. Rồi để Ngọc gắn xong cái lò xo Ngọc cáp cho mọi người thấy biết liền nha. Rồi này nha mọi người, vậy là sau khi mà mình đã gắn xong nha, gắn xong cái lò xo của móc chống sảy là như thế này nha. Cái lò xo này á, sợi dây thép này nè, cái sợi dây thép một ly nha mọi người, nhớ sợi thép một ly nha. Mình gắn thành cái vòng này nè, thành cái vòng này nè. Đó, là mình gắn tầm khoảng 5 vòng 6 vòng, không quan trọng nha mọi người, 5 vòng 6 vòng người ta gắn cái đưa vô đây nè. Nè, tôi nói nghe nè, đưa vô nè. Đó, thấy không? Rồi tiếp theo, đặt cái đầu trên này nè, nè. Từ đây tới đây nè. Mình bỏ lên nha, từ vị trí này bỏ đây nè, là nó 2 cm nha mọi người nè, là 2 cm nha. Tức là hai phân đó nè, rồi, từ vị trí này rồi hai phân nha. Để cúp ngược cái lại. Bẻ lên lên ngược lại nhẹ cái nha, để làm móc nha mọi người. Nè. Từ vị trí này xuống đây phải không nè, nó dư quá cắt bỏ nha, đừng chùi dài quá nè, như nè đó, làm móc rồi nè, đó khi cái lục đánh xuống nè, cái lục đánh xuống phải không, nó đánh như đánh hướng nè, đánh xuống như nè, cái nó móc lại, đánh xuống cái móc lại, rồi chỉ có vậy thôi. Rồi từ vị trí này á thì nãy mình đo rồi nè, nè mình sọt cái đây nè, mình sọt cái lúc đây phải không nè, sọt cái lúc đây nè, cái mình làm dấu nha, làm dấu cái mình lấy cái này nè, mình bẻ cong ngược cái lên, mình đập ngược cái lại cái là ok liền. Rồi để mình làm thành phẩm khúc này cho mọi người xem nha. Đây này nha mọi người, sau khi mà Ngọc đã đọc xong nha, nè Ngọc cuốn này nha, Ngọc đọc xong là như thế này nha, đó nè, nó nằm vị trí phía trên nha, đó là chỉ có vậy thôi. Tự cạnh này nè, tự cạnh nè, bỏ ra tới miếng này nè là cũng 2 cm luôn nha mọi người, là hai phân á, là từ đây nè, cả tới đây nè, là chỉ có vậy thôi. Rồi tiếp theo đây mình gắn lò xo nha, để Ngọc gắn xong cặp lò xo, Ngọc gắn vô thành phẩm cho mọi người xem nha. Rồi đây là cặp lò xo của Ngọc nha mọi người, cặp lò xo nè, nè có hai cái nha, một cái thì đánh trái, cái đánh phải nha, nè cái đánh trái là nằm bên dưới này phải không nè. Có cái chiều quay đi xuống, cái đều quánh phải, có chiều quay đi xuống nha, chỉ có vậy thôi. Đó, lò xo này á, là lò xo 2 ly nha mọi người, lò xo 2 ly nha. Tuy quánh chim nhỏ thiệt, nhưng mà nó thuộc về dạng
chằng nghịch đổ mọi người, chằng nghịch với mắt xéo rồi nó cũng mạnh nha. Cho nên là mình sử dụng loại sò 2 ly nha, 1 ly rưỡi cũng được, 2 ly cũng được, rồi mình vắn nha, vắn là ok liền. Rồi tiếp theo á, mọi người chuẩn bị cái này cho mình nha. Đây là cái sợi dây nè, tức là cái sợi dây sắt luôn nha. Sợi sắt này là cái sợi dây sắt, là cái sợi sắt là nó 3 ly nha. Đây cái lỗ mình vắn á, nè, cái lỗ mình vắn này á là cái lỗ 4 ly nha, để mình lấy còn 3 ly á mình sọt cho mình trồng như này nè, để nó quay mọi người, nó quay được gì nha. Rồi, tiếp theo á là tự chiến ngoài này nha. Tự chiến đầu ngoài này nè, bỏ vô đây nè, tự chiến ngoài này. Mình bỏ vô đây nha, là tầm có khoảng là 1 tấc nha mọi người. 1 tấc nha, tức là 10 cm á. Rồi mình cầm đây mình bẻ nha, bẻ thế này nè. Nè. Nè, mình bẻ rồi xong chơi mình lấy cái dòng kìm nè, cái lỗ kìm này nè, mình thọt cái mình uống lại nha. Mình uống lại dễ lắm. Cái này dễ làm lắm nha mọi người. Đây, uống lại. Rồi, sau khi mình uống lại hơi nó có cái lỗ như thế này nha. Rồi từ vị trí này nè, mình thọt cái kìm vô đây nha nè, thọt cái kìm vô đây. Là mình bỏ cái khoảng cái gỏng này nè, cái phần gỏng của cái đầu ngoài này nè. Tầm có khoảng là 5 ly nha. Nó 5 ly là vừa nè, mình bẻ gạt cục trái gan nha. Lấy cầm cái thanh nhỏ này nè, cái thanh cục này nha, gạt cục trái gan. Ngược cái gan nha, để một gạt. Đây, sau khi mình gạt ra, mình gạt cái là dưới này nha, là cái lại chân này dưới này nè. Rồi tiếp theo, mình lấy cái lồng lại nha. Cái này á là mình phan hả mình phan làm nha. Lấy cái lồng lại. Đây. Nè, tự vị trí này nha, Ngọc nói nha. Tự vị trí này nè. Nè, mình đặt cái đầu này ra đây nha. Mình đặt đo đụng cái mí này nè, ngay chân chỗ này một cái. Rồi dính này nha. Từ ở chí mí này nè, từ mí này nè. Mình kéo cái qua đây đặt, kéo qua đây. Rút qua đây luôn. Là tầm khoảng là nó 1 tấc 2 nha mọi người, tức là 1 tấc 2 phân đó, tức là 12 cm đó. Rồi, mình cắt ra nha. Rồi, mình cắt cái đường chân như thế này nè, đó, là được như thế này nha. Đó như nè. Đó. Rồi sau đó mình sửa nha, mình chỉnh sửa cái này lại. Ok cái. Rồi nè mọi người, sau khi mình chỉnh sửa xong là như thế này nha. Mình lấy cái lò xo á, nè, mình lấy cái lò xo nha, có cái chân á mà chiều dài quay xuống để mình nhét vào trước nha. Là cái này nằm bên tay phải. Rồi sau đó mình lật cái lò xo lại, có cái chiều dài của cái chân mà nó quay xuống nằm mép bên vị trí bên ngoài thì nó là bên trái, sẽ xuống bên dưới nha. Lúc này vô trước. Rồi thì được hai cái gì nè, thấy không, được hai cái gì nha mọi người nè, được hai cái gì nè đó. Rồi mình đo nha, cái này ngược xuôi không quan trọng nha mọi người, ngược xuôi không quan trọng nè. Mình cái trọng ở đây đi nè, mình trọng ở đây nha. Mình đo cạnh này nè, sát vô, lấy cái mí này nè, từ cái mí này nè đo sát vô. Rồi sau đó mình kéo hai cái lò xo nha, mình kéo hai lò xo để xuống nè, kéo mí lò xo cho bằng sống cho nè, sát đây rồi sống phải không. Từ mí nè, ở đây là bằng mí phải không, từ đây mình bỏ ra ngoài này nè, là tầm có khoảng là nó 2 cm nha. Nè, từ mí trọng đi nha, nè trọng như tức là như này nè, trọng vô nè, lọt xuống đây ha nè, đó hai cái nè, thấy không, đó là nó bằng nhau nha. Rồi sau đó mình lặt cái này lại, rồi mình dịnh cứng cho cái mối cái này lại, dịnh cứng cái này lại, rồi sống chân mình lấy cái kèm, mình coi cái chân người tới đây phải không, chân người tới đây mình lấy cái kèm á, mình ấn làm dấu nha. Nè, mình xe nhẹ đây cái nè, xe nhẹ đây cái làm dấu nha. Rồi lặt bên này lại một cái luôn, rồi xe nhẹ luôn nha, để mình làm để mình cuốn lại thôi chứ không làm gì đâu. Đây, sau khi mà mình làm dấu xong không nè, ở đây có một lần, bên đây cũng có một lần, gặp xong cái quay cho người xem nữa nha. Rồi này nha mọi người, sau khi mà Ngọc đã đưa vô thành phẩm xong nha, Ngọc liệt chay luôn nha mọi người nè, chăn cái mí này nè, cái mí bên đây mình lấy nhựa buộc lại, kéo qua đây buộc hai cái này lại cho nó cứng cái đà này nha, đừng có nó nhúc nhích, chỉ có vậy thôi là ok liền. Tiếp theo á là cái này là cái phần nền đạp mình làm nãy nè, nè cái phần nền đạp này nha, mọi người cắt cho mình cái tấm lưới nha, tấm lưới chì này á là cái lỗ này, lỗ nền á là 3 phân nha, là 3 cm, 3 phân. Mà cái lưới đạp này á, mọi người cắt cho mình á là tấm lưới là 2 phân nha, tấm lưới 2 phân nó nhỏ hơn để chim đạp dễ dính hơn nha. Mọi người muốn cắt luôn á là 3 phân cũng được nha, bình thường nha. Đó, mình canh ngay giữa nha, canh ngay giữa rồi xong chơi mình cho nó bằng mí nè, cho nó bằng mí đầu này xíu nha, chòm bao xíu cũng được mà thục chút xíu cũng được không sao. Nó cắt cho mình canh ngay giữa nha. Đó, mình canh sao mà cho con chim nhắm nhau, cho chim nó đạp xuống mà cái cánh lục đạp xuống chùm được con chim là ok nha. Chỉ có vậy thôi. Rồi tiếp theo mình đưa cho nha. Nè, đưa xéo ra mọi người nè, đưa xéo trước chân nha, đưa xéo chân này đi. Rồi sau cho mình lặn ngược cái lên. Rồi sau đó mình mới đưa qua đây. Đó, đưa qua đây. Rồi xong chơi nó chưa qua được nha mọi người, nó dính trên cái đà này nè. Dùng cái kềm á, sọt xuống nha. Dễ lắm nè, dùng cái kềm á sọt đây nè, sọt đây nè, nè. Rồi nãy qua nha, mình đã nhẹ cái nó qua mọi người ơi, tại nó dính mà. Dính sắt với nhau mà nó dính mà. Chuyện bình thường thôi. Đó, qua được không? Đó. Nè, rồi ok. Vậy là chỉ có vậy thôi. Đó, sau khi mà có bẫy của mình nè, đó là gì nè. Mày thấy ok không? Nè, mình dỡ lên nè, để cho nó gọn nè. Nè, mình dỡ nó cho gọn nè. Đó. Thấy không? Để cho gọn nè. Đó. Đó, sau khi mà tới điểm bẫy chim nè, mình hạ xuống nè. Rồi, cái chân chỗ này nè, cái chân chỗ cái vòng này nè. Mình lấy búa lấy kìm nữa nha. Mình dằn lại cho nó sát nha, đừng cho nó vuột ra nha mọi người. Rồi để mình dằn xong cho người cho mọi người xem nữa nha. Rồi tiếp theo, bắt đầu mình làm cái cò gài cánh đập nha, là xem như là hoàn thành đó. Rồi, tiếp theo, mọi người cắt cho mình nha. Cái sợi dây sắt, sợi sắt này là cái sợi sắt là 3 ly nha mọi người. Cắt cho mình á cái chiều dài tính từ cái cạnh đầu này nè qua tới cạnh đầu bên kia nha. Là nó 75 nha mọi người, 75 cm nha, tức là 7 tấc 5 phân.
đó, 7 tấc 5 phân cắt cho mình nha, rồi cuốn hai cái đầu lại, cuốn đầu bên đây lại luôn, cuốn đầu bên đây lại luôn, là như thế này nha. Rồi để mình trồng lưới nha mọi người. Cái lưới này á, mình sử dụng đánh chim chằn nghịch á, với mắt xéo này á, là sử dụng cho mình nha. Là cái lưới này á, là lưới lỗ 5 phân nha mọi người. Lưới lỗ 5 phân nha. Xài lỗ 4 phân cũng được, mà 5 phân cũng được nha mọi người. Chuyện đó không quan trọng. Rồi, Ngọc xài lưới là lưới là lỗ lỗ 5 phân nha mọi người. Rồi luồn như thế này nè. Cắt cho mình á, cái dạo dài nha. Cái dạo dài của tấm lưới này nè là nó 11 ô nha. Còn cắt cái độ bung rộng ra đó là 17 ô nha mọi người. Tại cái bề ngang á nó phải rộng hơn cái chiều dài để nó có cái tùng nha. Và chỉ có vậy thôi. Rồi sau đó mình luồn nha. Mình nắm một đầu này nè. Mình nắm một đầu này mình luồn vô nha. Dễ luồn lắm mọi người ơi nè. Mình luồn vô nè. Một ô, rồi hai ô, mình như là mình luồn xuống đó. Mình luồn xuống ô, rồi luồn lên ô, luồn xuống ô, luồn lên ô làm hoài tới nha. Luồn ngày nào tới cái đầu sau đi. Rồi mọc ngược cái lại là chỉ có vậy thôi nè. Rồi mình luồn tới nha. Đó, luồn hoài tới đi. Đó. Bỏ xuống ô rồi bỏ lên ô. Đấy. Mình thấy dễ không? Dễ luồn không? Đó, rồi luồn tới sao rồi sao cho mình bọc lại nha mọi người. Cái lưới này á là Ngọc sử dụng nha. Ngọc sử dụng này là toàn bộ nha mọi người. Là bằng lưới cắt nha. Lưới này á là lưới cắt. Một bản nó dài lắm mọi người. Rồi mình cắt ra rồi mình gáp vô nha. Chứ Ngọc không có xài lưới đan nha mọi người. Cái lưới này á thì khi mình muốn mua phải không? Thì anh em cứ ra ngoài chỗ cái tiệm nào, thường thường cái tiệm mà người ta hay bán mấy chỗ mà ghe cầu lưới đó mọi người. Chỗ nào là anh em nào mà thường thường á là có chỗ mà người ta bán, người ta có làm ghe cầu đó, ghe lưới rồi đó, thì chỗ này bán lưới thiếu gì nha. Đó là chỉ có vậy thôi. Còn mình luồn xong nha, còn mình thu lại, rồi mình lấy cái lồng lên nha mọi người nè. Để mình lấy cái lồng lên nha, cái lồng mà bỏ đằng này nè. Tiếp theo là mọi người vô cánh lục với mình nha. Nè, mình lấy cái chân cánh lục ở đây nha. Nè, là cái chân này nè, móc ở đây trước một cái nha mọi người nè, móc trước ở đây trước một cái, rồi mình để gì dưới phía dưới luôn nha, phía dưới luôn. Rồi mình lồng qua đây, móc chân này trước một cái nha mọi người, móc cái đây trước cái luôn. Rồi. Rồi sau đó nè, nó dính vào cái này lại, mình thấy mọi người thấy không? Dính vào cái này lại phải không nè? Cái này là nó có độ đàn hồi nha nè. Mình lấy cái tay á, mình ấn cái đây nè, ấn cái này nè, rồi mình đẩy nha, ấn cái này đẩy nhẹ cái rồi ngóc lên nha, lấy qua nè. Thấy không nè? Nó sập qua liền thấy không đó? Chỉ có vậy thôi nha. Rồi, sau đó cái chân chỗ cạnh này nè, nè. Mình dùng kìm á, dùng kìm mình cốp lại nha, bóp lại nha. Rồi để mình bóp hai bên xong cho mình luồn lưới cho mọi người xem nha. Rồi, sau khi mà mình siết xong nha, siết xong hai bên là như thế này. Tiếp theo mọi người để mình đẩy lại xuống nha. Nè, mình đẩy xuống để quay gần cái điện thoại xuống cho mọi người xem nha. Đây. Xuống rồi xong hết trơn. Là như thế này nha. Nè, Ngọc để đây luôn nha. Cho mọi người dễ thấy hơn nha. Đây. Sau đó mình lấy lưới đây nè. Nè, mình phân lại nha, mình cuốn lại, giải chốt mình ra đi. Nè, mình lấy cái đầu lưới bên này, mình cuốn ra phía sau. Lấy cái đầu lưới bên này, cuốn ra phía sau. Rồi, lưới này mình xả cái tùng xuống. Rồi mình xả tùng xuống xong phải không? Rồi mình để đây. Rồi, Ngọc để gần lại cho mọi người xem nha. Rồi sau đó mình dùng cái sợi dây nhợ nha. Nè, cái sợi dây nhợ đây nè. Nè. Sợi nhợ này á là Ngọc sử dụng sợi nhợ dây động 15 nha mọi người. Cắt khúc gì đó. Dễ lắm nè. Mình cắt khúc nha. Nè, rồi nhập đôi lại. Rồi từ vị trí này nè. Mình lấy cái cạnh ô nè, cạnh ô lưới nhợ đầu tiên nha. Cạnh ô lưới nhợ đầu tiên. Rồi, lưới nhợ đầu tiên này. Rồi mình uống lên nha mọi người nè. Mình buộc lên nha, xỏ vô đây một cái. Rồi mình ong qua bên cái này. Một mắt đầu tiên thôi nha mọi người nè. Bỏ mắt đầu tiên thôi nha. Mọi người thấy mình Ngọc làm mọi người cũng biết rồi đó. Đó. Bỏ mắt đầu tiên thôi. Rồi mình siết lại. Cái vị trí này á là mình lấy đồ mình dây dắn lên nha mọi người. Để mình dễ xỏ nha. Tại dây đôi mà. Mình không liệt lại thì khó, rất là khó xỏ nha. Chứ không có khó khăn gì đâu. Chỉ có vậy thôi. Rồi để Ngọc lấy cái đầu Ngọc cắt cái này một cái. Rồi đầu ghê đốc tiêu chân rồi ông nội ơi. Cắn luôn, chơi luôn. Rồi mình xỏ nha. Bắt đầu mình xỏ qua nè. Xỏ lên xuống ngô. Rồi. Mình xỏ lên ngô, cái xỏ xuống ngô, cái xỏ lên ngô. Xỏ qua tới bên kia luôn. Là chỉ có vậy thôi, là ok liền. Khó khăn gì đâu mọi người, cái này dễ lắm. Cái bẫy này là anh em bạn bè nào nghe cũng làm được chân nha, nữa nha. Rồi, tiếp theo đây á, nhà Ngọc cắt xong nha. Tiếp theo đây á là mình vươn cánh lên nha. Vươn cánh lên để mà mình làm cái cò gài nha mọi người. Làm cò gài nó là xong rồi mọi người ơi. Làm cò gài là mình đi ra mình đấu trường được nha. Còn mình dở lên như thế này nè. Ngọc dở cho mọi người xem nha nè. Ngọc dở cho mọi người xem nha. Ngọc dở từ từ cho mọi người xem nha. Đó. Nè, Ngọc dở nha. Đây. Nè. Tới cái mí này mọi người thấy không? Nè, tới cái chân mí cán nè. Nè, tới cái mí cán này Ngọc quen gần cho mọi người xem nha. Nè. Khi mình dở lên là cái mí cây mình nè, nằm tới vị trí này đúng không? Nè, tầm mấy trí này. Cái mình dùng cái kìm á, dùng cái kìm mình đừng gấp gáp mọi người nè, đừng gấp gáp nha, đừng gấp gáp cho tới vị trí này phải không nè, dùng cái kìm á, mình ấn cái chân cái này nha. Nè, trên cái này nè, trên cái mí này nè là 5 ly nha mọi người nè. Ấn trên mí này mọi người thấy rõ không à? Nè, ấn trên cái mí của cái sắt này nè là 5 ly nha. Ấn xay nhẹ lên cái nó là có cái dấu liền thấy không nè. Rồi mình hạ cái lục xuống đi, không quan tâm tới nó nữa. Bây giờ công đoạn này á mình không làm tới cái này nữa mà mình làm cái này nè. Mọi người chuẩn bị cho mình nha.
là cái cây sắt nha, cái thanh này là cái thanh sắt nha, thanh sắt này là thanh sắt nó 5 ly nha mọi người, là 5 ly nha. Để làm cái gì? Mình dùng cái dây nha mọi người, dùng sợi chì á, làm như thế này nè, nói nha, nè dùng sợi chì làm, mình làm cái cây là mình làm tức là cái cây cò gài nha mọi người. Ôi, xin lỗi mọi người nha, trúng vô cái điện thoại. Nè, uống vậy nè, uống hệt như mình luôn nha, làm như mình cái đi nha. Rồi làm cái này xong là thấy là dương cái đó lên là xong rồi đó nè, mình bẻ nha, từ trí nè, mí này nè, ra tới ngoài này nè, là tầm có khoảng chừng 8-9 phân vậy đó mọi người, 8-9 phân vậy đó là ok nha, tức là 8-9 cm đó. Giờ chỉ có vậy thôi ok liền. Đó. Mà lấy cái này nè kìm nè, mình sẽ nhẹn cái nha. Nè, mình sẽ nhẹn cái nè, sẽ nhẹn cái nha. Để làm cái gì? Cái dòng này á, tức là để một lát nữa là mình làm cái chỗ gài á, cái chỗ gài của cái cánh của cái đầu đạp thôi, cho chim đạp á, là tuột cái này ra nè, tuột cái này ra thôi chứ không có gì đâu. Rồi từ vị trí này nè, nè mình làm cắt bỏ nha, nãy mình trừ hao rồi sống chân nè, từ vị trí này nè, rồi cho mình nha, mình nối thôi nha. Từ vị trí này nè, tới vị trí này nè, tức là cái đầu gài mình nằm đây nè, từ dưới đây nè, rồi mình quấn thành cái vòng tròn, thì mình cắt bỏ tới đây nha, rồi thành vòng tròn nè. Đó, mình đo, mình cứ làm, mình cứ chung á là mình cứ khoán đoán thôi, chung là mình cứ trừ hao đó rồi mình làm gọi là ok à, chứ không khó khăn gì đâu nè. Rồi sau đó nè, mình xây thành cái vòng tròn nghe nè, dùng cái kìm cắt nha mọi người, kìm cắt xây mình xây cái vòng nó mới tròn được nha. Còn dùng mấy kìm mỏ nhọn á là với kìm bấm đó là chung là xua nha, xây cái vòng nó không tròn đâu nha mọi người, nó dễ gì tròn được. Dùng kìm cắt á, là xây tròn dữ lắm. Đây, sau khi mình xây nè là cái gì đúng không nè, xây là gì nè, đó. Rồi sau đó mình dùng cái kìm á, ấn giữ lên cái nha, bẻ ngược cái ra. Đó, cho nó ngay lại nghe nè, nó ngay tim ha, nó ngay tim này ha, nè, nó ngay lại ha, nè. Dùng cái kìm này nè, nè. Bẻ cong ngược xuống nha. Cong ngược xuống nè, là như vậy nè. Thấy không? Nè. Đó, trên đây á là dùng để cái chốt gài, còn dưới đây á là dùng để chốt đạp. Chỉ có hai cái thôi, có khó khăn gì đâu. Rồi tự mí này nè, nè, ra tới đây nè, không mà để dài đó mọi người nè. Tầm có khoảng chừng 5 ly được đó mọi người nè. Cắt bỏ nha. 5 ly được rồi nè, nhiêu nè. Rồi. Sau đó, nè mọi người cắt khúc cái nhợ cho mình nha. Cắt khúc cái nhợ cho mình đi, dài chút xíu được đó. Rồi. Mình lấy cái này lên nha, nè, lấy cái này lên, để mình bỏ cái đầu nghề này qua bên nha mọi người. Rồi, mình lấy cái này lên nha, mình lấy cái chốt này lên. Rồi mình lấy cái lồng lại, nè, lấy cái lồng lại, mình đặt cái lồng cho mọi người xem nha. Nè. Trời, nó rớt xuống nữa không nổi. Để Ngọc gài cái này rồi, ok. Nè, mình đặt nha, nè, đặt vị trí này nè, thấy cái mí không nè, mí nè. Này chẳng cái mí mà hồi nãy mình mới lấy kìa mình xe nè, đặt cái mí này nè là bằng mí luôn nha mọi người, là bằng mí luôn nha. Rồi mình vịn tay lại, dùng cái sợi dây nhợ nè. Ấy đầu lại rồi xong cái nè ha. Phan bụt nha nè. Rồi. Nè lấy cái ngón tay của mình nè, nè lấy cái móng tay mình ha để cái chăng cái vị trí mà nãy mình làm cái kìm đấy ha. Mình cắn nó ra để ở đây. Rồi, đừng có nói như cái này nó sụt sịt đâu kệ nó nè, sụt sịt đâu ra kệ nó không quan trọng. Xe trước một hai nụt trước đi. Đó mình xe trước một hai nụt trước đi. Rồi mình cho nó ngay phải không? Nè ngay rồi xong chơi mình xe trước một hai nụt nha. Cái này dễ lắm mọi người. Nè, xe trước một hai nụt đi. Nó không có chạy được đâu. Đó. Rồi, mình xe nó giờ là cũng bao cũng được phải không? Mình mới lấy cây này nè, lấy cây này nè, cây này mình thấy nè. Động nè, động này ha nè, nè, mình đẩy xuống nha. Đẩy cho nó bằng mí luôn, rồi nó bằng mí của cái sợi nhợ này là đồng này. Tại vì mình có làm dấu bằng móng tay mình nãy đó, rồi buộc con nhợ nó tới đâu là tới đó. Rồi ok. Rồi lúc này là chắc ăn rồi ha. Nó ngay chốc rồi đó. Nó là ngay chốc luôn, đưa cái lục lên là ngay chân cái này nè. Đưa cái lục mình lên là ngay chân mí này nè, nó chân cái này nè, cho nó chỗ gài. Đó, chỉ có vậy thôi, chứ có khó khăn gì đâu. Rồi nuột nha, lấy nhợ mình gắn vậy nè, mình xây chừng ít ba vòng vậy đó mọi người, muốn xây như xây nha, tại cái cây nó dài nè, từ đây đầu nghe đợi đầu cắt nè, không cắt rồi cái nhấp nè, nè canh ngay bằng mí luôn nha, là bằng mí luôn, nhấp cho đẹp nha. Rồi nhấp ok cái. Rồi cái chỗ này á mình sợ phải không, nhiều khi mình xây cái bó dưới á sợ mà nó bị đụng, nó bị đụng ở trên phải không, chấm nhẹ cái em sắt lên cái chút xíu mình chấm sau nha mọi người, là chấm nhẹ cái thôi cho nó dính cao cho để cho dính lại thôi, chứ không có quan trọng gì đâu. Nè lấy công nhỏ tiếp theo nha, nè chẳng cái mí này còn mí không, mình dẫn gì nè, dẫn từ mí này nè, canh ngay rồi sống chân phải không, nè canh ngay rồi sống chân đi, nè canh ngay rồi sống chân mí này sống chân nè, nè dịnh cái tay rồi lại nè. Nè cũng dịch luôn nghe nè, cái miếng này nè, thấy không nè, lấy kìm, lấy cái tay để đặt cái nè, nó tay đây đó. Rồi xây cứng xuống cái nè, xây cứng vô nha, chỉ có vậy thôi nha, không có khó khăn gì đâu. Rồi rồi gần xuống cái là xây chì nè, mình làm nãy giờ nha. Rồi cái mình tuốt nó ra nha, tuốt ra như thế này nè. Rồi cái này là cái quan trọng nha, nè. Rồi từ cái mí này lên tới mí này là tầm có khoảng là nó 5 cm nha mọi người, tầm có khoảng là 5 phân nha. Rồi cuốn cho mình thành cái hình này nè, nè từ cái mí này nè qua tới mí này là nó 5 phân nha, 5 phân rồi sống chân cắt bỏ. Ok. Dùng cái kìm đặt cái trí này, nè, đặt cái trí này. Nè, rồi mình lắc nha, xây nè. Nè, xây nè, lấy cây này nè mình xây nha. Mình xây nó sẽ đều băng nha mọi người. Không bao giờ lê lịch được đâu nha. Đó, về xây cho Ngọc nha, là có khoảng là 4 vòng nha. Rồi xây khoảng 4 vòng thôi, không cần xây nhiều đâu mọi người. Khoảng 4 vòng là vừa nè. Gì nè, người thấy biết liền nha. Rồi sau đó rồi mình dùng cái này nè.
cái kìm á, để mới kìm nha. Mình bẻ cái này nè, mình uống thành vòng tròn lại, dễ lắm, này dễ làm lắm. Nè trên đây nha, nó dư quá nè, từ đây phải không? Dư ra tới đây dư quá, cắt bỏ xíu nữa. Không cần chỉ không cần dư dài đâu mọi người, dư vừa được rồi. Vừa chuẩn rồi, vừa làm vô, vừa chuẩn là nó vô ba game mình thấy đẹp à. Thấy đẹp thấy chuẩn nha, có gì đâu. Đây. Rồi, sau khi mà đây rồi phải không? Để quay điện thoại xéo cho mọi người xem nha. Đây, cách vô nè. Đây, nè cái này nè. Vô chân vô chân cái miếng này nè, miếng dưới này nha. Nè. Lấy cái này nè, vô vô xéo một đây cái nè, nhét nó vô một cái chân rồi xong chân. Rồi chân còn lại lấy cái kìm á nè, hạ xuống xong chân đưa vô nè. Nó vô nè thấy không? Nhưng mà cái này bự lắm nha mọi người, móc lưới nha, chưa phải được gì đâu. Rồi, cuốn vô. Cuốn mép này cái, cuốn kia cái, cuốn hai cái đều nhau nha. Rồi, bẻ thế này nè. Đó. Rồi xong chân lấy kìm này. Ốp lên. Ốp lên là thành cái này liền. Đó, chỉ có vậy thôi. Ốp lên rồi xong chân nè, lấy kìm thọt qua đây. Đó, cái lỗ này. Đó, nè, thọt vô vậy ha, nặng vậy nè nó, nặng vậy thấy không? Cho cái lỗ nó coi đẹp đẹp xíu mọi người cho nó ok gà đen, ok gà đầu liền. Rồi tiếp theo này làm gì? Rồi mọi người gọc luồn lưới nha. Nè lấy cái sợi dây này nè, cái đầu dây nè để làm cò nha. Đây một lỗ người thấy không nè, một lỗ hai lỗ, bỏ chăn cái lỗ thứ hai này nha, lỗ thứ hai nè, luồn lưới vô bỏ lăn lỗ thứ hai nè là ok nha. Rồi đó, rồi nè ngay lỗ thứ hai này rồi xong xịt cứng này, cái này cứng trước mối đây nè, mình ông cái này qua ông này lại rồi sau chơi mình nhét vô đây rồi xong chơi nè, vậy lại vậy nè đó, ok chưa? Nè bắt đầu mình phân công lưới lại nha, phân công nhỏ lại nè, đó là tới chân cái mí mình xiết mối cứng này đó. Rồi ok liền, đây mình rút xuống nha, mình canh ngay đây nè, ngay giữa nè, rút xuống nè, rút xuống nha mọi người nè, rút xuống chạy xuống nè, nó ha chạy ta te xuống liền không. Rồi xịt cứng chưa, cứng rồi xong chơi. Rồi cái sợi nhỡ cái chỗ dư này nè, cái lẫm dư này nè cắt bỏ nha, đó cắt không dư rồi. Rồi ok, rồi từ vị trí này bắt đầu mình để bằng mí nha, mình kéo lên nè, bằng mí bắt đầu mình kéo lên nha, nè này gì nè, đó bằng mí nha, rồi mình kéo lên nè, bằng mí kéo lên tay nha, tới đây là mình dài đúng không, chốt mình nằm đây phải không, cho lên dư xíu nữa để mình dễ đếm dễ buộc thôi chứ không có gì đâu. Rồi nè mình luồn xe nha, nè mình đặt cái mí này rồi xong chân ngay vị trí này rồi xong chân luồn sợi nhỏ bắt ở trong luồn ra nha, ở ngoài luồn vô cũng được. Rồi nè bằng mí chưa, nè nó bằng mí phải không nè, dở này dài nè, bằng mí nè, rồi để bằng mí thôi, hỏng là chút xíu cũng được mọi người, chung sợi dây nhợ nè, cái sợi dây gầy nè mọi người á, làm nó hơi dùng chút xíu cũng được mà nó hơi thẳng chút xíu cũng được, không người nó đây mình chồng vô nha, mình chồng vô cái này hơi nhỏ quá cho nó ra xíu, rồi chồng vô nè, chồng vô xong mình niễn cái đầu qua đây xíu, rồi mình lấy cái này nè vịn đây nè, cũng là cái kìm này luôn nha, cái kìm cắt mới được nha, là làm đẹp hơn nha. Rồi nè vắn nè, đó vắn hai ba vòng nha mọi người, vắn hai ba vòng vậy đó nha, đó xe nó xuống đó ok chưa, đó là thấy nó xuống ok chưa, ok liền. Rồi xong chưa, mình lấy cái này nè, mình lấy kìm á, mình bóp lại, đó là 1 cm, cắt một dư 1 cm cho Ngọc, dễ lắm. Rồi ok, đó mình cắt 1 cm đi, có gì một lát nếu như mà nó có bị hụt bị hét gì đó thì mình cắt lại nha, thì nó dư gì đó mình cắt lại. Rồi để mình dài cái nha mọi người nè, mình dư cái lục rồi nè, dư cái lục rồi nè, nè nó móc vô luôn nha mọi người, móc chốt á nè, hạ xuống. Rồi từ cái này đây dài cho mọi người nè, nè đè vô rồi xong phải không nè, lấy cái dòng cái này nè đút lên, rồi chỉ có vậy thôi. Cởi chân chỗ này nè mọi người, thấy muốn nó nhẹ cái lục phải không, từ chân kiếm này nè, cái mí này nè, cầm cái kìm á bẻ nhẹ ra cái nha, để cho nó bằng lại, bẻ nhẹ ra cái cho nó bằng lại, rồi đút này lên là chỉ có vậy thôi. Nó ok ok cả đang liền thấy không, đây đây để quay cho mọi người xem cái nha, bỏ chai này ra đi, đây đó đó. Đó cái bẫy của Ngọc làm thành phẩm xong nha. Cái lụp bẫy chim chằn nghịch nha, hay còn gọi là chim quất qua của Ngọc á, làm thành phẩm xong là như thế này. Mọi người thấy nhìn cũng được được nha. Rồi để Ngọc quay cho mọi người xem cái nha, để con thử cái cò cho mọi người xem nha. Nè. Lùi đây cái. Lùi đây cho mọi người xem nha. Đây. Dính đó mọi người, dính lụm chưa. Rồi. Như thế này nha. Đó. Chút xíu nữa mình cắt cái lỗ bỏ chim vô nha. Rồi nè, Ngọc sử dụng cái kìm một thử cho mọi người xem nha, nè cái kìm nè, giả sử như con chim lại nè, đánh đạp cò nha, nè nè sử nha, đánh đạp cò nè, ok liền nè, người thấy không, không có mạnh đâu, mạnh kinh luôn nha mọi người, con chim không bao giờ nhảy ra khỏi đâu nha. Tại cái lò xo nó tới 2 ly lận, mình chơi lớn mà, chung á mình làm nhà xài cũng vậy, hay là các bạn Ngọc làm xài nhà cũng vậy, hay các bạn làm cái gì nha, mình nên làm lò xo 2 ly nha mọi người, lò xo 2 ly á, lò xo 2 ly đâu á là quánh bảo đảm nha, quánh chim không bao giờ chạy thoát được đâu, quánh rất là lẹ luôn, người thấy đập không như pháo nổ vậy, bát. Rồi cái lưới này là không bao giờ là rung ra được đâu nha mọi người, cái lưới này nè là ok nha, cái tùng lưới là cao lắm nha mọi người, cái tùng lưới cao lắm nha, nè dở tùng lưới cho mọi người xem nha,
mà nó dính vô cái chốt này nè, cái tùng lưới nó như này nè, để cái tùng lưới nó nè mọi người, để thấy không tùng lưới không, để cái tùng lưới cỡ này nè, thấy không tùng lưới mà tính ra đo, lấy cái thước đo nha, từ dưới này nè, từ dưới cái cạnh từ dưới cạnh này nè mình lên tới đây á là tầm có khoảng là gần 2 tấc luôn rồi, một tấc mấy 2 tấc luôn nha. Trong khi đó là con chim mấy con chim chằn nghịch đó mọi người, nó có cái lớn, nó bự hơn chim cút xíu, dễ gì ra được cái này, dễ ra được cái bẫy này đó. Rồi để Ngọc cắt tiếp theo á là Ngọc cắt cái lỗ để bỏ con chim vô nha, là thành phẩm là ok liền. Rồi cái chuyện mà vắn giải đó là các bạn muốn vắn sao vắn nha, muốn vắn bằng cái khăn nè, bằng cái khăn xanh gì đó vắn nha, muốn vắn cỏ nhân tạo rồi đó hay cái gì đó nha, thì tùy cái đó là tùy theo sở thích của mọi người thôi. Rồi tiếp theo này á là mình cắt cái lỗ nha, cắt cái lỗ để bỏ con chim mà mồi mình vô nha. Như là mọi người muốn cắt đâu cắt nha, muốn cắt sau đít này thì cắt, cũng cắt bên hông cắt nha, muốn cắt đâu cũng được nha. Còn riêng Ngọc nha thì Ngọc á thì Ngọc cắt bên hông nha mọi người nè, lấy kìm á, kìm cắt bên hông nha nè, một ô hai ô đó, cắt cái tầm có khoảng là hai ô ba ô đó, cắt nhiêu cắt nha, tùy theo cái tay mình bỏ nó bỏ cho vô cho sao mà lọt chim vô mình á, nó không bị chạy chỗ được nha mọi người đó, bên hông luôn nha, Ngọc còn cắt bên hông luôn mọi người, chứ không có hề hắn gì đâu. Bình thường cắt đâu cũng được đó, cắt dọc qua nha, đó dễ lắm. Rồi một cắt như thế này nè, bỏ chim qua cũng được bình thường. Rồi một cắt cho nó đều xuống nha, tức là bỏ đây hai ô, đây cũng hai ô, cắt cái chiều dài nó hơi dài xuống nha mọi người, cắt cái chiều dài nó hơi dài xuống nha, để mình bỏ mình bỏ chim mồi vô nghe nè, nè cảm thấy sao mà nó gọng gãy thoải mái nha, bỏ chim mình vô đó, bắt ra bắt vô đó, rồi ấy nước cái nồi cho nó uống đó, cảm thấy bình thường là ok được nha đó. Rồi để Ngọc làm cái đắp đậy lên cái nha. Rồi này nha mọi người, sau khi mà mình đã cắt xong cái lỗ nha, nè mình làm cái chỗ bỏ con chim vô luôn này như thế này nha mọi người nè, bỏ con chim mồi cũng mọc vô luôn nha, con chim này là chim giả nha mọi người đó. Chim giả cưng không, đây là con chằn nghịch nha, hay còn gọi là con chim quốc hoa mọi người đó, tùy theo dùng gọi nha đó. Rồi mình bỏ vô rồi sống chân, bỏ chim mồi đi, bỏ sống chân lấy chút nè, nè gài lại rồi ok, không giờ ra được đó, là chỉ có vậy thôi nha, đó là gì nè đó, thấy ok chưa đó. Rồi để lên Ngọc quay thành phẩm cho mọi người xem nha, rồi Ngọc gài cho mọi người xem cái đó nha, đó đây đó những này nha đó. Ngọc á thì ngay á không có cái thời gian nhiều mọi người, không được cái thời gian nhiều nha, mình chăm sóc á chim thiệt nha, rồi sợ bỏ một lần một lóc thì tội nghiệp nó, cho nên là Ngọc chỉ là sống một con nha đó, Ngọc làm một con chim giả thế này nha, mình để mình đi quánh hoài nha, khi nào có thời gian thì mình đi quánh, rồi không có thời gian thì mình về mình để đó nha, mình cất lên nha, đừng chủ yếu á là mình đừng có để mà nó bị mắc mưa nha, đừng có bị thấm nước mắc mưa đó thì nó sẽ bị hư lông nha, thì chỉ có vậy thôi. Còn mình xài khô thế này nè, mình xài biết nào hư lâu lắm đó, là chỉ có vậy nè đó, thấy con được nha. Rồi để Ngọc gài lên cho mọi người xem nha, đó Ngọc gài lên bẫy cho mọi người xem nha. Rồi để Ngọc cầm cái bẫy đây nha. Rồi mình vươn cánh lục nha. Nè trước khi mà mình vươn cánh lục lên thì cái này nè, thấy cái chốt không? Nè. Ngọc chỉnh lên cái nha. Nè ngay cái chốt nè. Mình lấy cái tay á, mình chỉnh cái tay mình chỉnh cái lục lại. Rồi sau đó mình lấy cái chốt nè, mình đẻ chốt ra rồi xong chân là mình sẽ dở lên nè, đó mình dở lên thế này nha. Rồi lên tới đây. Rồi, lên tới như này rồi xong vị trí tới chỗ này phải không nè? Đó. Rồi. Lên tới chỗ này rồi xong chân, mình lấy cái chốt này, cầm cái chốt này ra. Rồi lấy cái chốt này nè, đè vô. Rồi xong chân, lấy cái vòng cái này đút lên. Rồi xong. Ai da. Đó là gì nha mọi người, đó là chỉ có vậy thôi nha, đó là ok liền. Rồi sau khi mà con đó chim giả vẫn dính bình thường chứ dính ok nha, nhưng mà với điều kiện là mình phải có cái lo kè theo cái tiếng chim của nó thì sẽ dính liền à. Đó sau khi mà nó đi lại phải không, đi lại rồi sống chân là lạng tới lạng luôn phải không, đi ngay chỗ này nè, lạng đá nha, lúc đó mình xây con chim này, xây cái mỏ ra ngoài cũng được nha, xây xéo bên cũng được, không quan trọng gì hết. Chứ nó lại á, mọi người muốn hiệu quả nữa nha, thì cái lồng này nè mình lấy cỏ hoặc giả là mình lấy khăn gì đó mình vắn lại nha, như Ngọc nói hồi nãy đó, mình vắn cho kín lại, bít là hết luôn, thì cái hiệu quả là tuyệt đối là 100% là sẽ dính nha. Đó là chỉ có vậy nha mọi người đó. Rồi sau khi mà lại nè, mình nói nha, lại đạp cò nè, nè lại đạp cò này nha, Ngọc thấy thử cho mọi người xem nha, nè đó là ok liền nha mọi người, đó là chỉ có vậy thôi, là lụm liền. Rồi vậy là xem như cái bẫy chim chằn nghịch hay còn gọi là chim quất qua của Ngọc chia sẻ như vậy, xem như là đã hoàn thành rồi nha mọi người. Như vậy thì Ngọc cũng chúc cho cô chú, anh chị và các bạn làm thành công nha. Mọi người nhớ là làm từ từ thôi nha, từ từ thôi. Bẻ mấy cạnh chì nè, tuy là mình cắt cái chì nó sát thật nha, nhưng mà mình làm từ từ thôi. Làm từ từ thôi nha, mình làm cẩn thận tí là ok liền. Làm từ từ thôi là sẽ coi được, sẽ coi đẹp thôi, chứ không có khó khăn gì đâu nha mọi người. Rồi, như vậy thì Ngọc cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn nha. Rồi, bye bye mọi người luôn nha.